Mến chào cả nhà đến với kênh Emily Cô Sống Pháp. Thì hôm nay em sẽ làm món chả cá. Đây là cá phi lê nha cả nhà. Em có để đông lạnh rồi. Chả cá này mình để cho nó dẻo luôn nha cả nhà, giống như đá bào vậy đó. Thì mình sẽ lấy ra mình cắt ra từ khúc như vậy. Thì mình xay thì nó sẽ dai lẹ hơn. Thì thành phần mình có đây là hành tím nè, gia vị hạt nêm, giấm muối, đường, bột ngọt. Đây là tiêu với lại ớt với lại bột tỏi. Thì thành phần trong đây mình có là khoảng 3 kg chả cá. Thì mình xài hạt nêm thì khoảng là 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt. Đây bắt đầu em xay nè. Xay đến chừng nào mình thấy nó dai lại một thành một khối cả nhà thì nó sẽ dai nha. Bắt đầu em sẽ xay tiếp. Đó em dùng một cái máy này nè em xay nè. Thì là em đã xay xong rồi nha cả nhà. Thì nhìn chả cá rất là dai luôn. Thì chả cá này mình có thể là nấu lẩu ăn nè, lẩu chả cá, hoặc là mình chiên lên ăn cơm, hoặc là được rất là nhiều món, canh ủ qua nữa. Đây là mình chia thành phần làm mấy cái cục này là để dành nấu súp nha. Còn mấy miếng này thì mình đã chia ra rồi, mình sẽ chiên lên. Đầu mình sẽ chiên lên nha cả nhà. Đây là 4 miếng với lại 1 miếng này. Bắt đầu em bắt cái chảo lên thì cái chảo này còn dính hành tím á cả nhà. Bắt đầu em sẽ chiên nè. Chiên cho đến lúc mà nó vàng là được nha cả nhà. Tại cái chảo này lúc mà em có phi hành tím để em xài á, em ăn á, thì cái chảo dầu này nó còn thơm cái mùi dầu hành tím lắm. Sẵn tiện thì em lấy em chiên chả cá luôn để cho nó thơm. Để em chiên được phần nửa bên rồi, bây giờ em chở qua rồi nè. Nhìn chả cá rất là dai luôn nha cả nhà. Sau đó em chiên tiếp tục nữa. Đây em chiên được 2 miếng rồi nè. Bây giờ em sẽ xé ra thử coi nó dai cỡ nào nha. Wow, ngon, nhìn ngon quá. Đây có hạt tiêu nữa nè. Nhìn rất là dai luôn. Quá dai luôn, là la. Coi nè. Coi nè, chả cá nè. Chả cá nha Trang. Ngon quá. Yeah. Làm giờ ăn được 2 miếng chả cá ngon quá. Đây là chả cá cuối cùng em chiên nha cả nhà. Thì em chiên rất là lâu á cho nên nó phồng như vậy. Với lại em vừa quay á, vừa chở nè, nó bị văng một chút xíu, cả nhà thông cảm cho em nha. Đó. Sau đó em chiên, sau đó em lấy ra là thành phần em đã làm xong rồi nè. Đây là được 4 miếng chả cá. Chả cá ở trên thì em chiên không được vàng lắm, tại em muốn là lúc mình ăn mình có thể chiên lại á. Còn ở dưới thì nó vàng rồi, thì có thể mình ăn cơm với chả cá này nè, với nước tương, với dưa leo, ăn rất là ngon. Đây thành phần chả cá em đã làm xong. Bắt đầu em sẽ làm tiếp theo, thì đây em sẽ làm món cơm gà nha. Ở đây em có 3 chén gạo nè. Ở phía bên đây thì em có 1 chén nếp nè. Bắt đầu em sẽ ngâm nha cả nhà. Thì mình ngâm qua nước lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ thì hạt nếp nó sẽ không có bị gãy lúc mình nấu. Còn phía bên đây thì em có 2 con gà nè. Bắt đầu em sẽ rửa cho nó sạch, rồi em bắt nước để em nấu nè. Đây con gà thì mình cắt cho làm tư nha cả nhà, mình nấu cho nó chín lẹ. Sau đó em sẽ bỏ bột nghệ vô để cho có màu, nhìn nó đẹp hơn á. Sau đó em sẽ để gia vị muối, đường, bột ngọt. Thì em xài 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt nha, để cho nó thấm vô nó đậm đà hơn á. Sau đó thì em sẽ quậy hành phi nè, hành tím phi nha. Sau đó em sẽ để vô gạo á. Cái nước lèo thì nó sôi cũng lâu rồi nè, cũng gần chín rồi. Hành phi thì em phi cũng gần vàng rồi nè.
Đây hành phi cũng đã vàng rồi, bắt đầu em sẽ để vô nồi nấu cơm luôn nè. Đây có hành phi với tiêu với lại bột nghệ nha cả nhà. Sau đó em để một chút xíu muối đường bột ngọt vô luôn. Đây nồi súp gà nè, bắt đầu em sẽ múc vô nồi cơm em nấu nha. Sau đó gà sẽ chín rồi, em sẽ xé ra từ miếng. Thì thành phần thì gà nhầm khi nấu cơm gà thì có người thì nấu gà chín như vậy thì người ta chặt ra từ miếng rồi. Người ta làm nước mắm sợi đó, người ta ăn cơm với gà. Còn nhiều người thì thích là làm gỏi để ăn cho nó đỡ ngán á cả nhà. Làm gỏi thì có chất chua chua chút xíu thì nó đỡ ngán hơn. Đây là củ hành thì mình có ngâm qua nước rồi cho nó giòn á. Thì nước sốt thì em có để là bằng muối chứ em có để bằng nước mắm. Ở trong đây thì em để là một nửa muỗng muối với lại 3 muỗng đường với lại 3 muỗng chanh á cả nhà, với lại để ớt vô, rồi sau đó em sẽ trộn lên thôi. Đó, quậy lên em trộn. Thì em làm gỏi gà ăn với cơm thì em thích là làm bằng muối ấy. Thì ăn nó rất là ngon. Chứ thường xuyên làm gỏi gà thì em hay dùng nước mắm, nhưng mà em lại thích kiểu ăn cơm gỏi gà thì em làm bằng muối với lại đường với lại chanh là đủ rồi. Gà thì mình thích để có ớt vô nó mới ngon nha cả nhà. Bắt đầu thì cơm cũng đã chín rồi, em dọn lên bàn ăn nè. Cái hạt cơm rất là ngon không? Nó không có bị gãy đâu. Còn phía bên đây thì em có một mâm gỏi gà nè. Thì ở đây em có rau răm thì em xài dùng rau thơm nhé. Rau thơm để nguyên cái gì mình lúc mình gấp ăn thì rất là ngon. Đây là chén súp gà nè, đây là một chén muối ớt nè. Đây thì bắt đầu gia đình em sẽ ăn cơm nha. Thì em mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình em. Thì có khúc bà sơ sót thì con trai em nó ngồi cái chân kiểu gì nè. Thì cả nhà có thấy thì cả nhà thông cảm nha. Đừng có nghĩ tại sao con mình ăn cơm mà ngồi kiểu như vậy. Tại vì thành thói quen rồi đó cả nhà. Thoải mái lắm. Đây ngồi thích ăn ngồi sao thì ngồi vậy à. Tự nhiên á. Đây ông xã mình ngồi ăn rất là ngon luôn nè. Cả nhà nào mà chưa có ăn cơm á thì nhìn cảnh này có đói bụng không cả nhà? Thì cả nhà có đói bụng thì gia đình em mời cả nhà ăn cùng với gia đình em nha. Em cảm ơn cả nhà đã ghé qua và ủng hộ xem kênh của Emily Cuộc Sống Pháp. Vậy thì em kết thúc video, em chúc cả nhà một ngày mới tốt lành và hạnh phúc bên gia đình. Mong cả nhà sẽ ghé qua và ủng hộ kênh của em tiếp. Bye bye cả nhà.